Chào cả nhà. Tuần này Thảo xin kể tiếp phần tiếp theo của câu chuyện Lời Nguyền U Uẩn. Trước khi theo dõi tiếp phần tiếp theo của câu chuyện, có bạn nào chưa nhấn đăng ký thì hãy đăng ký kênh cho Thảo nha. Giờ mời cả nhà cùng Thảo theo dõi nội dung của câu chuyện. Lời Nguyền U Uẩn, tác giả Tĩnh Thủy, chương 5. Từ khi có người điên về nhà, những ngày sau đó trong nhà ông Thái có sự biến động rất lớn đối với cuộc sống vốn dĩ bình yên của hai cha con. Ông buộc phải nghe những lời xì xào từ hàng xóm láng giềng. Họ không biết rõ sự tình, nhưng chỉ nghe nôm na là ông Thái có nhận một người mắc bệnh tâm thần, ngơ ngẩn về nhà nuôi. Rồi miệng đồn miệng, chẳng mấy chốc mà cả làng và những làng xung quanh đều biết việc đó. Rồi người thì đồn là con hoang của ông Thái, người thì nói ông Thái sĩ diện hảo, mua dây buộc mình. Người bảo ông chơi lớn lấy tiếng, người chửi ông ngu, chê bai thì nhiều, nhưng một lời khen thì chẳng có. Bước ra đường, ai ai cũng hỏi dò ông đủ điều. Có một số người trong làng thì tới nhà ông chơi thăm. Ông thừa biết là để hỏi dò xem thực hư như thế nào về việc ông đưa một người bị bệnh ngớ ngẩn về nhà chăm sóc. Những người bạn lân cận thân thiết thì tỏ ra rất ái ngại. Mọi người đều trách ông dại dột, giờ miệng không đủ ăn, lại còn đèo bòng, thêm của nợ về nhà. Nhưng ông Thái chỉ cười trừ không đáp. Ông lo sợ điều khác hơn là chuyện gia cảnh. Ông sợ rằng anh ta sẽ có lúc mất sự bình tĩnh, tự chủ, rồi làm hại đến sóc. Mặc dù Liễu đã nói rằng anh ta đã điều trị rất ổn và hoàn toàn như người bình thường, chỉ là đầu óc hơi chậm một chút, nhưng trong lòng ông Thái vẫn lo sợ, mơ hồ. Vấn đề là giấc mơ. Dù ông không thể cắt nghĩa chính xác, nhưng nó gây cho ông một cảm giác hoang mang đến vô cùng. Mấy hôm đầu, ông Thái thậm chí còn không dám đi làm. Ông lấy con dao của anh ta, cất vào cái tủ riêng ở đầu giường ông, rồi mang khóa lại. Mặt khác, ông dọn sạch sẽ gian nhà lâu nay làm kho đựng thóc cho gà ăn. Kê vào đó chiếc giường tre đơn đã cũ, trải mùng mền, rồi cho người điên ở trong đó. Rồi cứ tối, ông xích tay anh ta vào đầu giường bằng sợi xích ngày xưa hay xích con su. Con chó mực nhà ông để cả bô ở dưới gầm giường, để đêm hôm người điên có đái thì đi vào đó. Rồi cứ tới giờ ngủ buổi tối là ông khóa ngoài, sáng ra lại mở cửa, mở xích cho anh ta. Ông Thái ở nhà không đi làm được mấy hôm, ông hay nằm trên chiếc võng rồi kiên trì quan sát theo dõi. Nhưng dần dần thì ông cũng bớt lo lắng hơn. Anh ta ngây ngốc như đứa trẻ mẫu giáo, chứ hoàn toàn chẳng có chút gì đáng sợ, giống như lần đầu tiên ông gặp anh trong đêm mưa nọ. Có lẽ khi đó chỉ là do anh ta quá hoảng sợ, quá đói khát nên mất bình tĩnh thôi. Giờ đây thì mặt anh lúc nào cũng cúi gằm xuống đất, rất ít khi ngẩng lên. Anh ta không bao giờ kêu than một tiếng, sai gì cũng không biết, nhưng chỉ cho là học làm ngay không than phiền. Ông dạy cho anh mấy việc đơn giản thì anh lại học làm rất nhanh, như đào đất ngoài vườn, trồng cây cho gà ăn. Anh ta có đặc điểm là đi vệ sinh rất đúng giờ. Cứ 5 giờ ông Thái mở xích cho anh ta ra ngoài thì đúng 6 giờ là anh ta sẽ đi vệ sinh. Anh ta không biết xem giờ, không biết nhìn đồng hồ, nhưng riêng điều đó thì không bao giờ sai. Cứ như cơ thể là một cái máy, do đó nên cái bồn chuẩn bị cho anh mỗi đêm không bao giờ anh dùng đến. Về chuyện ăn uống của người điên cũng rất lạ, anh ta chỉ ăn cơm với rau và lạc, không bao giờ ăn một miếng thịt nào. Con sóc gắp cho thì anh ta ném bỏ ra ngoài. Anh ta cũng không biết dùng đũa mà ăn bóc bằng tay. Đối với hàng xóm láng giềng qua chơi, anh đều chào hỏi rất lễ phép. Nhưng bất kỳ ai,
Dù lớn bé, già trẻ gì, anh cũng đều xưng là cháu. Đối với phụ nữ, anh ta gọi là cô. Còn với đàn ông thì anh ta gọi là chú. Chỉ trừ có duy nhất ông Thái thì anh gọi là ông già và xưng là tôi. Ông Thái cũng không hiểu tại sao lại có sự kỳ quặc trong xưng hô đó, nhưng hỏi thì anh không nói. Bọn trẻ con trong làng hay sang chơi rồi trêu ghẹo anh ta, anh ta lúc nào cũng chỉ cười. Những đứa lớn hơn một chút biết nghĩ rồi quý anh ta lắm, vì anh hiền, sai gì nhờ cũng được. Anh ta hiền lắm, hiền thật sự, như một cục đất theo đúng nghĩa đen. Những lúc không có việc gì làm, anh cả ngày chỉ ngồi vuốt ve con chó mực tên Su, rồi cứ thơ thẩn đi ra vào, chỉ chào hỏi chứ ít khi nói chuyện. Hỏi gì anh cũng không đáp, mặt lúc nào cũng cúi gằm. Sau vài hôm như thế thì ông Thái cũng yên dạ hơn. Dù thế nào thì cũng không thể ở nhà mãi được, phải đi làm nữa. Nếu thế thì chỉ vài tháng nữa là không còn gì để đổ vào mồm, nên ông quyết định đi làm lại bình thường. Sáng nào trước khi đi làm, ông cũng dặn dò kỹ lưỡng người điên. Tao đi làm đây, nếu ở nhà mà mày làm gì hổn thì tao sẽ tống mày vô nhà thương, nghe chưa? Anh chỉ cúi đầu gật gật không nói gì. Hôm đầu tiên đi làm mà trong dạ ông không yên. Con Sóc đi học rồi, trong nhà cũng chẳng có ai khác. Rồi ông bán vội bán vàng, hàng mới bán chỉ được hơn phân nửa, ông đã quẩy xe đi về. Khi ông Thái về nhà thì anh đang nằm im trên chiếc chiếu rách ngay sát cạnh con Su. Ông nhìn quanh quất, thấy nhà cửa vẫn bình thường, không có gì đặc biệt thì mới thở vào. Đoạn mới lại lôi anh ta ra rồi nói: không được nằm ngủ với chó, hít lông nó vô họng là bị hen nghe chưa? Anh gật đầu, tai vẫn cứ vuốt ve mớ lông đen của con Su. Con chó nằm im bên anh ta, nhưng lạ thay, nó không nằm bình thường. Ông đã để ý thấy, không chỉ một lần, hai chân trước con Su lúc nào cũng ở thế quỳ trước người điên. Cầm nó đặt lên tay người điên rất ngoan, đôi mắt lim dim không động. Đến hôm thứ hai đi làm về, thì ông thấy anh ta đang ngồi làm một con cào cào bằng lá dừa cho bé Sóc. Con bé thì ngồi im bên cạnh nhìn anh chăm chú. Ông Thái đứng chết lặng, chăm chú quan sát cảnh ấy. Chẳng hiểu sao ông thấy mang mát buồn. Người thanh niên tỉ mẩn chụm đầu vào mấy cái lá dừa thắt thắt buộc buộc. Đôi mắt anh ta ngây dại nhưng cũng chăm chú, say mê, lại thoáng có nét đượm buồn. Bên cạnh là con bé con nhà ông. Nó ngồi xổm, hai tay chống lên cằm, khuôn mặt háo hức, đôi mắt nó hiền hòa, nhìn người điên ánh lên những nét yêu thương. Chợt ông Thái hiểu vì sao Sóc cứ muốn đưa người ấy về nhà. Có một nguyên nhân sâu xa khác. Con bé đã nhìn thấy trong bóng dáng bệnh hoạn kia hình ảnh đứa anh trai của nó, thằng con hư hỏng đã bỏ đi của ông. Họ đều là những người đã mang trong mình những vết thương mà búa rìu dư luận, miệng lưỡi thế gian đã băm bổ vào để hủy đi danh dự của họ. Họ đều là những kẻ mang cái mác phế phẩm, cặn bã của xã hội, dưới đáy tận cùng bị xã hội này ruồng rẫy, xa lánh. Nhưng có một điểm chung, dù là anh trai, con Sóc hay là người điên mới xuất hiện, trong đời con bé không lâu, họ chịu đựng tổn thương, chịu đựng nhục nhã, nhưng họ cùng có điểm tương đồng là đã bảo vệ cho nó. Trong mắt con bé, họ là những chỗ dựa vững chắc nhất. Con bé đã cảm nhận được điều đó. Bất giác, ông không còn sợ nữa. Ông thấy thương cho anh ta nhiều. Từ khi người điên về sống cùng, người duy nhất vui mừng, hoan hỷ có lẽ là Sóc. Con bé thích anh ta lắm, cứ ngày ngày nó ngồi cạnh anh ta chẳng rời. Mỗi khi đi học về, con bé sẽ chạy thẳng vào phòng xem người điên có còn ở đó không. Khi thấy anh, khi chắc chắn anh vẫn còn ở đó chưa bỏ đi, nó mới từ từ cất sách vở, thay quần áo. Mỗi sáng thức dậy, nó lại xuống nhà kho để mở cửa gọi anh. Thường thì 5 giờ nó mở cửa ra thì anh đã dậy từ bao giờ, nhưng ngồi im trên giường không động. Việc của Sóc là tiến đến sát giường anh, gõ nhẹ vài cái vào đầu giường. Tức thì
người điên sẽ vươn vai một cái rồi từ từ bước xuống. Sóc dẫn anh đi khắp nơi, từ con sông đầu làng tới nơi bọn trẻ trong làng hay đá bóng, cho tới con đường bê tông mới. Lâu lâu nó lại dẫn anh đi lên xã, ở đó có siêu thị, bên trong rất sang trọng, lại có điều hòa mát lạnh, thích ơi là thích. Mỗi lần được bố đưa lên siêu thị ở xã là Sóc háo hức lắm. Nhưng giờ có anh rồi, nó không cần ông Thái đưa đi nữa, mà nó dắt anh đi cùng. Nhưng lạ thay, dù tới nơi nào, anh cũng chẳng bao giờ tỏ vẻ háo hức, tò mò giống nó. Anh lúc nào cũng chỉ cúi gằm xuống đất, hoặc khi ngẩng lên thì ánh mắt xa vắng, đầu hướng thẳng, cằm ưỡn ngực, không bao giờ ngó nghiêng láo liên. Sóc bắt ông Thái và tất cả bà con hàng xóm gọi anh là gấu. Nó viết một mảnh giấy nhỏ rồi đưa cho anh xem. Em nhỏ, em thông minh, lanh lợi, hoạt bát nên em là Sóc. Anh lớn nhưng anh lù lì, chậm chạp, ngốc nghếch, hiền lành nên anh sẽ là gấu. Từ nay cho đến trọn đời thì gấu phải luôn ở bên cạnh Sóc nhé. Nếu ai bắt nạt Sóc thì gấu phải bảo vệ, nghe chưa? Nó chìa cho người điên xem, nhưng khi ấy mới biết rằng anh không biết chữ. Vậy là ông Thái lại phải đọc cho anh ta nghe thì Sóc mới chịu. Nghe xong thì anh chỉ nhìn Sóc cười, rồi Sóc khẽ xoa đầu anh lại cười nữa. Kể từ hôm đó, Sóc có anh trai. Kể từ hôm đó, lúc nào nó cũng cười. Con bé Câm cứ cười mãi không thôi. Nó cứ nhìn khuôn mặt hiền từ, ngây ngốc của anh gấu mà cười ngất. Nó vui lắm. Đêm đó là rằm, ông Thái ăn cơm xong thì ngồi trước hè, bật cái đài lên nghe rồi lim dim trong làn khói thuốc. Cũng đã vài tháng trôi qua kể từ khi gấu tới nhà ông, con Sóc vẫn không nói được nên ông Thái đã thôi dần niềm hy vọng mơ hồ về một sự trùng hợp tâm linh, cảm ứng đặc biệt nào đó giữa Sóc và gấu. Nhưng ông cũng không còn quá bận tâm về điều đó mà cũng dần quen đi. Mặc dù gấu có nhiều hành vi khác lạ, kỳ dị chẳng giống ai, nhưng nó vẫn là đứa ngoan ngoãn và không có bất kỳ dấu hiệu hung hãn nào, nên ông cũng dần yên dạ. Và tới giờ thì cũng đã quen với việc có thêm một thành viên mới trong nhà. Cứ 1-2 tuần, Liễu lại qua nhà thăm ông một lần và thăm khám luôn cho gấu. Các vết thương của anh đã hồi phục hoàn toàn như chưa từng có gì xảy ra. Tóc anh đã mọc dài lại, các vết nấm đã khỏi hẳn, những lở loét trên thân đã liền da non, và một vài xương bị rạn cũng đã liền lại. Gấu tăng cân hơn rất nhiều, giờ anh đã được hơn 50 cân, cũng có da thịt hơn dạo ông mới gặp. Thậm chí anh còn có thể làm được việc đồng áng, nên thi thoảng mấy bà hàng xóm vẫn cứ mượn anh sang làm, rồi họ cũng trả công cho anh đàng hoàng, dù anh chẳng bao giờ hỏi tới. Nhưng một phần họ cũng muốn giúp đỡ để ông Thái có tiền trang trải hơn trong cuộc sống. Ai cho gì bao nhiêu, từ tiền cho tới gà vịt, chuối, dưa, gấu đều mang về hết cho ông Thái, nên ông cũng không tới nỗi quá khốn đốn trong việc cơm áo gạo tiền như ông vẫn lo. Ông Thái kéo một hơi thuốc dài rồi nhả ra, miên man chìm vào suy nghĩ. Sau năm nay, ông thấy mình đã già hẳn đi so với năm ngoái rồi. Mới hơn 50 tuổi đầu mà các khớp gối đã kêu gào, lưng thì thường đau nhức. Có lẽ do ông thường phải đi lại quá nhiều để bán hàng rong chăng. Sóc năm nay mới học lớp 7, nhưng điều ông còn phải lo cho tương lai con bé vẫn đang bộn bề. Nếu chỉ trong vài năm nữa sức khỏe ông xuống thì tính sao đây? Còn chưa kể tới gấu, có lẽ phải nuôi nó đến hết đời, chứ trông mong gì một ngày nó được như người bình thường mà quay lại phụng dưỡng, cưu mang. Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì chợt trong nhà có tiếng xoảng. Ông Thái giật nảy cả mình, quay sang nhìn thì tiếng động ấy phát ra từ nhà kho, phòng của gấu. Ông giật mình, chạy vội vào đó xem có chuyện gì. Vào tới phòng thì ông thấy gấu đang ngồi im trên giường, nét mặt lạnh lùng không động. Dưới đất là con Sóc
đang lúi húi nhặt những mảnh bát vỡ, cháo đậu vương vãi khắp cả ra. Ông Thái hiểu ngay chuyện, ông vội chạy đến đỡ lấy Sóc, rồi quát nó: "Mày mang cháo cho nó làm gì? Ai bảo mày?" Sóc sợ hãi khóc thút thít, nước mắt nó rơi lã chã. Nó lại lặng lẽ cúi xuống nhặt những mảnh sứ. Bỗng nhiên gấu trên giường nói: "Ra ngoài cả đi." Ông Thái bực lắm, nhưng đã quen nên cũng chẳng nói gì. Ông kéo Sóc ra khỏi phòng gấu, rồi đóng sầm cánh cửa lại. Đoàn ông trỏ vào mặt Sóc, mắng: "Đây đâu phải lần đầu. Mày thừa biết, ngày rằm, ngày mùng 1, thằng gấu không ăn uống, không đi lại, không nói chuyện với ai cơ mà. Nó cũng đã dặn là những ngày ấy đừng có động vào nó. Sao mày cứ sấn lại nó làm gì? Mày sợ nó đói à? Nó không chết được đâu mà mày sợ." Sóc cúi gằm mặt, nước mắt lưng tròng, bối rối, tay vẫn cầm mấy bát vỡ. Tay kia vò vò cái gấu áo. Ông Thái nhìn lại mũi lòng, thương con gái, rồi ông vỗ về nó mà nói: "Con sợ anh gấu đói à?" Sóc bẽn lẽn gật đầu. Ông Thái khẽ ôm con gái vào lòng mà vuốt tóc nó. "Thôi, nhưng ngày lễ lạc, con cần yên tĩnh. Mai rồi anh lại chơi với con. Con lấy sách vở ra học đi, đừng phiền anh nữa nhé." Rồi Sóc gật đầu, lau nước mắt. Con bé im lặng, cầm mấy miếng bát đi xuống bếp. Ông Thái nhìn bóng con gái đi mà lòng xót xa. Ông ngoái lại, nhìn cánh cửa phòng kho đang đóng im ỉm, đang định cất tiếng chửi động, thằng gấu đang ở trong. Bất chợt ông giật nảy mình lạnh gáy. Ngỡ như có muôn ngàn con mắt ở bên trong phòng của gấu đang cùng nhìn ông chầm chậm xuyên qua cánh cửa. Ông vội vã bước đi ngay. Hôm ấy cả nhà đi ngủ sớm, Sóc ra buồng ngoài nằm với ông Thái. Thật ra con bé có phòng riêng, nhưng vào những ngày rằm và mùng 1 thì ông Thái thường hay khóa cửa phòng kho nơi gấu nằm. Ngoài ra thì ông còn bắt Sóc ra ngoài giường nằm ngủ cùng ông. Sống chung với gấu cũng đã hơn nửa năm nay rồi, ông Thái hiểu rõ ràng vào những ngày rằm hoặc mùng 1, hay ông bà ngày xưa vẫn hay gọi là ngày âm lịch, gấu có những biểu hiện bất thường. Dù nó chẳng làm gì hại đến ai, nhưng để cho chắc chắn, ông Thái vẫn bắt con Sóc ra ngủ với mình, không cho con bé nằm ngủ một mình. Đêm rằm ấy không trăng sao, không một cơn gió thoảng. Trời đã sang đầu đông nên không khí có phần lạnh lẽo, hoang sơ. Ông Thái kéo chăn lên cho ấm, chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ say. Đột nhiên tới nửa đêm, ông thấy buồn đi tiểu nhưng không sao dậy được. Ông thấy cơ thể mình rất nặng nề, ông dần dần hồi tỉnh. Muốn đứng dậy nhưng cơ thể như nửa tỉnh nửa mê, không sao đứng dậy nổi. Ông Thái đưa mắt nhìn sang, thấy cái Sóc vẫn đang ngủ ngon lành. Chăn kéo lên tới tận cằm, mái tóc ngắn phủ lòa xòa che trán. Ông Thái cố gắng mở mắt ra quan sát thì bỗng nhiên thấy chột dạ, sợ hãi. Sống lưng ông lạnh toát, hồn vía lên mây. Cái gì thế kia? Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn quả nhót hay cắm khi ngủ, ông thấy có một bóng đen đang đứng lấp ló nơi cánh cửa nhà. Là bóng của một người nào đó đang nhìn chằm chằm vào giường ngủ của bố con ông. Rồi bóng đen ấy dần dần bước qua cửa nhà, tiến lại ngay sát đầu giường ngủ. Ông Thái bỗng thấy sợ hãi, lạnh hết cả người. Ông hoảng hốt vùng dậy, nhưng cơ thể ông cứng ngắc, không cử động nổi. Cứ như là có nhiều người đang đè lên cơ thể ông đau điếng. Ông cố hét lên, ra hiệu cho Sóc, nhưng miệng ông cũng cứng ngắc, không nói ra hơi. Từng tiếng rên không rõ ràng, cứ thế
đứt quãng trong cổ họng ông. Rồi bóng người đó từ từ vén màn lên, trèo vào giường. Trong ánh sáng lờ mờ, ông nhận ra hình hài quen thuộc là thằng gấu. Ông Thái giật mình lo lắng, sao nó ra được đây? Ban nãy ông đã khóa cửa nhà kho rồi cơ mà. Rồi bóng đen nhoài tới sát bên cạnh sóc. Đúng là gấu rồi. Không phải ông nhìn nhầm, không phải ông nằm mơ, chính là nó, đang khom người ngồi xuống sát ngay bên cạnh sóc. Ông Thái sợ điến cả người, định vùng lên quát nó, nhưng ông vẫn không tài nào cử động được. Ông cũng không nói được gì cả. Ông thấy cơ thể nặng trịch, cứ như có chục người đang cưỡi lên cơ thể ông. Tay chân ông như đang bị những bàn tay vô hình trói chặt lại, không cho cựa quậy gì. Trong màn đêm chập choạng, ánh mắt gấu như rực sáng trong đêm. Nó đang nhìn chằm chằm vào con sóc. Thế rồi, nó lặng lẽ từ trong người rút ra một vật gì đó. Ông Thái lặng người đi. Là con dao. Con dao trong sáng lạ trong đêm tối. Con dao đã gây ám ảnh cho ông Thái trong thời gian dài. Con dao đã khiến ông bao lần mộng mị. Con dao có chữ vu. Rồi đột nhiên, nó quay qua nhìn ông Thái. Ông sợ hãi, ấp úng, định nói gì, nhưng nơi miệng cũng như đang bị ai lấy rẻ bịt chặt. Gấu đã nhận ra, ông vẫn đang nhìn nó từ nãy đến giờ. Nó nhìn ông Thái chằm chằm. Tay nó từ từ giơ con dao lên, hướng chậm chậm về phía sóc. Ông Thái nghiến răng, khuôn mặt ông nhăn nhúm khổ sở, đôi mắt ông bất lực, nhìn gấu với vẻ van lơn sợ hãi. Nhưng dường như nó chẳng quan tâm gì tới ông. Nó lại từ từ quay về phía sóc. Thế rồi, nó đặt mũi dao lên cổ con bé, rạch chậm chậm một đường. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ nơi vết rạch trên cổ con bé. Ông Thái sợ hãi hét lên một tiếng to, nhưng không ra hơi. Toàn thân ông tê dại đi, không thể điều khiển được nữa. Ông nhìn thấy một bóng đen lù lù hiện ra từ nơi con dao đang đứng sừng sững ngay cạnh thằng gấu. Tay cầm một cái đồng hồ cát to, lửa trong đồng hồ chảy xuống từng dòng. Chúng cùng đang nhìn đứa con gái bé nhỏ tội nghiệp của ông như những con thú hoang đang nhìn con mồi. Lại nói, tới khoảng 15 phút trước, sóc đang nằm ngủ trên giường, bỗng nơi từ cổ có làn khói đen bốc lên, tụ dần thành hình một người phụ nữ, mặc y phục trắng, tóc xõa ngang vai, màu đen, dáng cao ráo thanh mảnh, tuổi khoảng độ 30-40. Hai tay người đó đỏ lừ, toàn là máu. Khuôn mặt người ấy đầy vẻ giận dữ hiện ra. Người nữ nhìn chằm chằm sốc hồi lâu, rồi nó quay sang nhìn ông Thái đang nằm bên cạnh con bé. Thế rồi nó lại hướng mắt nhìn về phía nhà kho, nơi gấu đang ngủ bên trong. Bóng ma lưỡng lự hồi lâu, rồi nhắm hướng ấy mà tới. Nơi cánh cửa nhà kho đóng im ỉm, khóa cửa bên ngoài. Dạo này ông Thái không còn nhốt gấu trong đó mỗi khi đêm về nữa. Thế nhưng vào mỗi ngày rằm hoặc mùng một, khi gấu bỗng nhiên có những dấu hiệu khác thường, thì ông Thái vẫn khóa cửa lại cho chắc ăn. Bóng ma người phụ nữ bay là đà mặt đất sát tới cánh cửa. Rồi nó đưa tay lên miệng, niệm chú lầm rầm. Tức thì, liền thành bóng mờ bay xuyên qua cánh cửa ấy vào trong. Bên trong nhà kho hôi hám cũ kỹ, chẳng có đồ đạc gì ngoài những cuốc thuộn làm đồng của gấu và một số ít đồ dùng đã cũ ông Thái bỏ đi từ lâu. Người nữ nhìn lướt một vòng khắp gian kho cũ,
rồi chợt dừng ánh mắt nơi đó. Bóng người đang ngồi thu lu trên chiếc giường sập tre cũ kỹ chính là Gấu. Giữa đêm khuya thanh vắng, anh ta ngồi im lìm trên chiếc sập cũ. Không rõ anh đang ngủ hay là đang thức nữa. Bóng ma từ từ tiến lại, sau đó rất nhanh liền nhận ra chính là người đã 5 lần 7 lượt dùng dao mà đâm mà hại những con nhớt trước kia, thì bỗng căm tức muôn phần, liền tiến lại sát, giơ hai tay lên treo cả lên giường định bụng lại mà bóp cổ cho chết người đang ngồi kia. Nhưng ngay khi vừa tiến lại giường thì bóng ma bỗng giật mình kinh hãi. Kẻ trên giường vẫn đang ngồi im không động cửa gì, nhưng đôi mắt hắn đang mở thao láo quan sát phía trước. Nhưng lạ thay, đó không phải đôi mắt của một con người bình thường, mà nó rực đỏ trong đêm kỳ lạ, trông như một đốm lửa chập chờn. Hồn ma định thần lại, nhìn kỹ thì thấy kẻ đang ngồi trên giường kia tuy mở mắt trợn trừng, nhưng thực ra hắn lại chẳng thấy gì thì phải. Hắn vẫn ngồi bất động, ngồi yên không động đậy gì. Nghĩ rồi lại mạnh dạn tiến thêm vài bước, đứng trước mặt kẻ đó. Đúng là hắn hoàn toàn không thấy được cô. Vậy là mới yên chí, đoàn hét to lên: "Hôm nay tao đến bắt hồn mày, rửa nhục trả thù." Nói rồi chồm lên phía hắn mà hại. Nhưng đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Lùi lại ngay thì khỏi chết, tiến thêm một bước nữa thì tan hồn." Giọng nói ấy lạnh lẽo tới vô bờ, tựa như mũi dao sắc châm vào người hồn ma giật điếng người dừng ngay lại, rồi sợ hãi lùi ngay ra khỏi giường của kẻ kia. Cô lại im lặng quan sát động tĩnh, nhưng vẫn thấy kẻ ngồi trên giường chẳng hề thay đổi gì. Hắn vẫn ngồi im như tượng, hình như vừa rồi không phải là hắn nói. Nhưng chắc chắn cô không thể nhầm được. Giọng nói lạnh lẽo vừa vang lên, luồng sát khí đằng đằng tỏa ra từ chiếc giường ấy. Kỳ lạ quá, con người mà sao lại gây ra được cái cảm giác như thế? Rồi cô nén sợ hãi, thay vào đó liền thấy tò mò vô cùng, liền mạnh dạn cất tiếng hỏi: "Xin hỏi tiên sinh kia là ai? Vì sao 5 lần 7 lượt lại muốn hại tôi như thế?" Nhưng không có tiếng đáp nữa. Bấy giờ, từ nơi con dao găm để đầu giường của người đang ngồi kia mới bốc lên một làn khói đỏ, rồi từ từ tụ lại thành một con quỷ chỉ có nửa thân trên, trông như con dơi nhưng lại có hai tay người. Một tay quỷ cầm lá bùa, tay kia cầm một chiếc đồng hồ cát, đôi mắt sáng như hai đốm lửa nhỏ, trông oai nghi rực rỡ, mới nhìn là biết chẳng phải ngạo quỷ thông thường. Quỷ ấy hiện ra liền trỏ mặt hồn ma mà quát lớn thành âm y như giọng nói lạnh lùng ban nãy: "À, tao đã tha cho mà vẫn chưa đi, vậy chớ có mà trách nhé." Nói đoạn liền đưa tay lên che miệng niệm chú hành thân. Bóng ma kia sao chống nổi oai lực quỷ thần, chạy không kịp liền đứng im chịu trận. Tức thì dính phải thần chú, liền thấy thân ảnh mờ hẳn. Hồn ma có cảm giác như đang rơi vào một khoảng mênh mông vô tận, lạnh lẽo, sợ hãi, hoang vu, còn hơn ở nơi vực sâu mộ thẳm. Tựa hồ chút linh hồn cuối cùng còn sót lại
cùng đang bị giam cầm vào chốn xa xôi cô độc. Nhưng lại không phải chỉ có một mình, mà như có muôn ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô như thiêu như đốt. Rồi bỗng từ đâu bay đến cơ mang là lửa, cứ như những đốm lửa chập chờn bay thẳng vào thân cô. Hồn ma sợ hãi đau đớn, hồn phách lên mây cả. Tưởng chừng linh hồn người đã khuất là không còn biết sợ, không còn biết đau, không còn bao giờ phải biết đến cảm giác bất lực vô cùng tận đến thế này. Bây giờ hồn ma đã biết quỷ kia chẳng phải thường. Nó quằn quại hồi lâu, không thể chịu nổi mới gào lên: "Xin tha cho, tôi sẽ đi ngay, không dám bén mảng về lại nữa." Quỷ nghe thế liền hạ tay xuống. Tức thì những đốm lửa đang vây lấy thân hồn ma thiêu đốt liền tan đi cả. Hồn ma thoát chết, vội quỳ phục dập đầu sát đất, vừa khóc vừa tạ ơn. Quỷ bấy giờ nhìn hồn ma mà nói: "Thế mày là ngạo quỷ nơi nào? Vì sao ám lên gia chủ nhà này? Có biết tiên sinh nhà tao là ai hay không mà dám tới đây đòi mạng? Thành khẩn mà khai ra hết chuyện của mày đi, thì tao xem xét mà tha cho khỏi chết." Hồn ma sợ tái cả mặt, nhưng thấy quỷ hỏi chuyện, biết là có ý tha cho, liền mạnh dạn quỳ phục xuống mà thành thật thưa chuyện: "Tôi tên Nguyễn Thị Minh, không có thân quyến. Nếu còn sống thì đến nay đã tròn 38 tuổi. 5 năm trước tôi đi ngang qua nơi này thì bị người ta hại chết, xác đem vùi xuống cống nước. Sao được người dân tìm thấy liền đem chôn nơi bãi tha ma. Tôi oan khuất quá, không sao rửa được, nên thoát khỏi xích của quỷ sai địa ngục, ở lại dương gian. Thế nhưng không người thân thích, mộ lại là hoang, cả năm trời mới được người trong mộ thắp cho nén nhang. Ngày đầu năm tôi sinh ra đói khát. Một ngày nọ tôi đang nằm trong mộ thì có đứa trẻ thơ đi qua mộ tôi chơi. Nó lại dám phạm lỗi, xem thường mộ người âm mà làm điều bất kính, trèo lên mộ tôi chơi phá, nên tôi mới ám theo về nhà mà hại. Tôi ăn lộc thờ của nhà này đã được mấy năm nay, định bụng dần già nuôi dưỡng công phu mà chiếm lấy thân người. Nhưng do đạo hạnh yếu kém nên 4 năm trôi qua mới chỉ lấy được lưỡi nó. Đang định chờ có thời cơ tốt mà lấy nốt ngũ căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó. Bỗng ngày kia tiên sinh ấy đã đến bắt hóa thân của tôi là con nhớt đen, mà đâm mà giết, đã đâm tôi 2 lần, chết mất 2 thức của tôi ứng vào 2 tai. Thấy tiên sinh ấy về nhà này sống, tôi sợ quá, không dám nương lại, nên liền bỏ nhà này về lại nơi mộ đất, xin ăn cùng đám ngạ quỷ sống qua ngày. Nhưng do được cúng tế cẩn thận 4 năm qua, phách ám bản mạng vẫn đang đặt lên người đứa con gái nọ, chờ thời cơ nên trong họng nó vẫn đặt phách ám của tôi. Tôi muốn về xác nó khi nào cũng được. Nhân dịp nay vào ngày rằm lại trúng vào giỗ tôi, lực hội đủ nên mới dám về lại đây. Trước là để xin nhang khói cầm hơi, sau là
để xem vị tiên sinh còn ở đây hay đã đi khỏi. Nếu còn đây thì cũng muốn một lần mà chất vấn chuyện ân oán với tiên sinh. Nhưng chỉ là tôi nào biết đi cạnh tiên sinh ấy, có đại vương đây bảo vệ. Nếu biết thì tôi chẳng dám như thế. Bấy giờ quỷ mới cười lớn mà nói: ra mày là con nhớt dạo nọ, thảo nào lâu nay chẳng còn thấy đâu. Hóa ra cũng biết sợ mà đi. Đã đi rồi vậy mà hôm nay còn dám về lại. Cứ tưởng vào ngày giỗ pháp lực tăng lên thì sẽ hại được người sao? Thật ngu si không ai bằng. Tao nói mày hay, nữ gia chủ nhà này được chủ nhân tao bảo hộ, mày không làm gì được đâu. Nay thôi ngày giỗ mày, tao rộng lòng mà tha cho, không giết. Mày đi ngay, đi cho rồi. Cô Minh cúi đầu cảm kích, nhưng đoạn không nén nổi tò mò, liền chưa đi ngay mà cố hỏi thêm: nay ân đức các vị đối với tôi đã thấm nhuần, ơn tha mạng cũng ngang ơn tái tạo. Tôi không dám có sinh lòng nào khác, chỉ xin cho tôi ân huệ. Sao rốt là tiên sinh là ai, và đại vương danh hiệu là gì? Xưa nay nơi âm giới ai mạnh thì được nấy, việc tha mạng như thế này thật là việc hiếm. Tôi không hiểu vì nhân duyên gì mà được như vậy, chỉ thấy cảm kích muôn lần nên mới dám liều hỏi uy danh, để sau này tôi hằng tưởng nhớ đến công đức hai vị. Quỷ nói: ta đây danh hiệu là Hỏa Thiên Di, còn danh hiệu chủ nhà ta sợ mày không đủ phước đức mà gánh, nên chẳng cần nghe biết làm gì. Chỉ ngặt vì chủ ta trót mang nghiệp trong mình, nên thần thức ngài thường mê man không tỉnh, phép lực cũng bị mất hết. Nên nay ta tha cho mày cũng là làm việc thiện, tích công đức, hồi hương, xóa bỏ nghiệp cho chủ để ngài nhanh bình phục. Nên nếu muốn tưởng nhớ, hãy tưởng nhớ chủ ta. Cô Minh nghe xong, nói lại hướng về phía người vẫn ngồi bất động trên giường, dập đầu rối rít tạ ơn. Nhưng lạ thay, người ấy vẫn ngồi im, mở mắt trần trừng không thấy đáp lễ gì. Cô thấy thế liền nhìn quỷ Họa Thiên Di cung kính, rồi lại hai lại, rồi nói: xin cho hỏi tiên sinh ấy là người thế nào, vì nhân duyên gì mà tiên sinh lại bị bệnh như thế? Bệnh ấy nặng tới đâu, và từ nãy đến giờ tiên sinh ấy có nghe, có nhìn thấy được tôi hay không? Hỏa Thiên Di nghe cô nói liền ra hiệu cho đứng lên, đoạn nói: chủ tao nào phải người thường, ngài là huyền nhân mang căn số u ẩn. Xưa kia khi còn thịnh thì đạo hạnh khuấy đảo trời đất, ý chí bao trùm nhật nguyệt, trí tuệ kiến thức tựa như kho tàng, nhân nghĩa ác cả âm dương. Khi còn nguyên vẹn ý thức thì đến hàng quỷ thần ngài cũng chỉ niệm tà trót được. Còn với hạng cô hồn các đảng như mày thì ngài chỉ ho một cái là tan hồn. Chỉ hiềm vì quá khứ trót đắc tội với các bậc thánh nên nay bị nghiệp quật, lại phạm đại giới nuôi luyện âm binh, sai âm binh đi làm ác, nên giờ đây thần thức chủ ta đã mất cả, phải có ma quỷ chúng ta đi cạnh bên thì ngài mới tồn tại được.
Khi chúng ta rời đi thì Ngài sẽ chết. Khi chúng ta bên cạnh mà không nhập vào Ngài thì Ngài cũng chỉ u mê ngớ ngẩn, còn không bằng được người thường. Tiên sinh hiện không thể nghe nhìn được, nhưng vì Ngài có căn cơ u ẩn nên vẫn cảm nhận được lờ mờ. Cô Minh dập đầu lại tạ rồi nói: Như tôi thấy thì phép lực của đại vương cũng khuấy đảo càn khôn, cớ sao lại phải theo hầu con người? Ngộ nhỡ người ấy cứ u mê mãi không tỉnh thì chẳng phải hoài công sao? Xin đại vương vì tôi mà giảng cho tôi hay việc đó, để tôi biết con đường sáng sau này còn đi. Hỏa Thiên Di đáp: Mày đúng là thứ vong ma ngạo quỷ, căn cơ thấp kém, không hiểu đạo trời. Thôi, nay tao vì mày mà thuyết cho mày hay. Mày chẳng biết trên đời này phàm là ma quỷ thần thánh hiểu đạo đều phải nương theo loài người mà tu luyện thì mới nhanh đạt được thành quả hay sao? Đối với huyền nhân thì theo được người như thế ích lợi vô biên, do loài người có hội đủ bi, trí, dũng, lại có các phép hành nhân lễ nghĩa, trí tính. Cơ thể con người lại có đủ 32 tướng mà các loại phi nhân không có được, lại có thân tứ đại ngũ tuần mà các loại súc sinh hằng ao ước. Hơn thế nữa, đối với riêng ta đây thì tiên sinh có ơn tái tạo, nhược cũng như công sinh thành, lại có nghĩa chủ tớ. Dù cho kiếp này tiên sinh không bao giờ thoát khỏi u mê thì ta cũng không bao giờ bỏ ngài. Như thế mới là trọn đạo của kẻ kiêu hùng sống trong trời đất này. Không vì lúc sang mà theo, không vì khi hèn mà bỏ. Lúc nào cũng phải cúc cung tận tụy, đến chết chẳng rời. Nói đoạn, quỷ quay lại, dập đầu lại người đang ngồi bất động trên giường mà ứa nước mắt chan chứa. Đoạn ân cần cung kính hỏi nhỏ: Tổ có nghe thấu cho lòng của Hỏa Thiên Di không? Dù tổ mãi mãi không bao giờ hồi phục được ý thức, chẳng bao giờ còn nhận ra tôi, nhưng chỉ cần kiếp này tổ còn một hơi thở thì Hỏa Thiên Di tôi có nát hồn cũng không bao giờ bỏ người. Tôi thương tổ nhiều lắm, số tổ tôi thật khổ, chẳng ai bằng. Người ngồi trên giường vẫn ngồi im không động. Hỏa Thiên Di thấy thế thở dài một tiếng não nề, rồi thương tổ, không kìm được cảm xúc, chợt òa lên khóc. Lời khóc của quỷ vang động cả đêm tối. Cô Minh chứng kiến cảnh ấy cũng không kìm được nước mắt thương cảm, cũng khóc lên theo. Đoạn quỷ gạt nước mắt, nói với cô: Còn riêng đối với nhà ngươi hôm nay, ta tha cho thì chớ có manh tâm hại người. Ngươi nên biết núi này cao, còn núi khác cao hơn. Đối với oai lực như chủ ta mà còn phải chịu sống cảnh thế này thì mày có là cái gì? Không khéo rồi sau này cứ làm ác, gặp phải hàng thầy pháp biết việc đạo thì chỉ có nước tan hồn. Chi bằng cứ ở yên nơi mộ mày mà chịu đối khổ, nhưng tu dưỡng cho tốt, hết tuổi dương thì về ngục chịu khổ, sau này còn được tái sinh làm người. Cô quỳ lại trước Hỏa Thiên Di mà nói: Tôi cảm ơn đại vương hôm nay vì tôi mà thuyết cho nghe việc lời hại. Tôi thấy thế nào là đạo trung nghĩa trên đời. Nay tôi xin nguyện ngày ngày
chiều đối khác, cũng không đi ám người. Ngày ngày dùng công mà hồi hướng cho tiên sinh chống lành bệnh. Chỉ xin khi nào tiên sinh lành bệnh, đại vương nhắc cho tiên sinh nghe việc của tôi, để tiên sinh có đoái thương thì xin tới mộ thâu nhận tôi về. Tôi nguyện theo tiên sinh và đại vương tu đạo, cúc cung tận tụy đến chết chẳng rời. Họa Thiên Di nói: Vậy là mày đã giác ngộ. Tiên sinh nhà ta tính nóng như lửa, nhưng cũng có tấm lòng Bồ Tát từ bi, sẽ nhận mày thôi. Nay mày đã có tâm thế thì cứ về đi. Mai ta sẽ nhập vào tiên sinh mà ra mộ làm lễ cúng tế cho mày. Hàng tháng ngày rằm sẽ mộng cho gia chủ nhà này hương khói cho mày, để mày khỏi bị đói. Như thế có được chăng? Cụ Minh nghe thế mừng lắm, liền quỳ ngay xuống dập đầu thưa: Ơn đức như thế tôi chẳng biết báo đáp ra sao, xin dốc lòng hồi hướng cho tiên sinh. Nay được đại vương ra ơn vậy, tôi xin sẵn sàng ngoài kia chờ ngày mai, nhờ đại vương và tiên sinh lo giúp cho việc của tôi nhé. Quỷ đáp: Ta nhận giúp cho, chỉ dặn một việc, nếu sau này còn bắt gặp làm điều sai quấy thì chẳng cần tới tổ tao ra tay, tao sẽ tự tay băm nát hồn mày, cho mày mãi mãi không được độ sinh. Bây giờ mày hãy nhập tạm vào lư hương trên bàn thờ, chờ đợi tới sáng mai trời sáng. Nói rồi quỷ liền niệm chú, lập tức từ nơi cánh tay băng trái của gấu liền bốc lên một ngọn khói đen, từ từ tụ lại thành hình bóng một con chim đen. Nó nhận hiệu lệnh liền xuyên qua cánh cửa mà bay rút ra bên ngoài. Còn Hỏa Thiên Di thì lặng lẽ tan đi, nhập vào người ngồi trên giường. Cụ Minh cũng từ từ tan đi, về nhập vào chiếc lư hương trên bàn thờ. Bóng chim đen vừa bay ra khỏi liền tạo thành cơn gió lớn, thổi từ ngoài sân thọc vào giữa nhà. Gió nổi lên một hồi thì từ ngoài nhà đi vào một con mèo đen. Mèo nhảy phốc một cái lên ngay giữa bàn uống nước nơi ông Thái để chùm chìa khóa nhà, trong đó có chiếc chìa khóa phòng nơi gấu đang ngủ. Lập tức chiếc chìa khóa liền rơi xuống đất. Con mèo liền ngậm lấy chiếc chìa khóa, chạy vụt ngay đến trước cửa phòng, nhả chìa khóa vào đó. Ngay khi xong việc thì một bóng đen vụt từ mèo bay ra, nhanh chóng đi vào nhà. Nhập về cánh tay trái băng kính của gấu. Con mèo cũng liền đó chạy vụt ra khỏi cửa. Bấy giờ gấu mới từ từ đứng dậy khỏi giường, cầm con dao vu giác vào thắt lưng, rồi đi lại về phía cửa. Rồi anh vòng tay lọt ra ngoài cánh cửa, nhặt lấy chùm chìa khóa, sau đó đưa tay lần lần lên mở ổ khóa ra. Xong việc thì liền đứng nấp sau cánh cửa, nhìn về phía giường ông Thái và Sóc. Gấu nhận ra ông Thái đang vô tình nhìn về phía mình, lập tức đưa tay lên miệng niệm chú lầm rầm. Tức thì một bóng đen khác xuất ra từ nơi cánh tay trái, bay thẳng về phía giường. Bóng đen ấy dài như cây sào, không nhìn rõ mặt người hay quỷ. Nó tiến tới sát giường, liền thổi một luồng hơi vào mặt ông Thái. Niệm phép định thần khiến ông nằm yên không cử động được. Thế rồi gấu từ từ chậm rãi bước ra khỏi cánh cửa, tiến lại về phía ngay giường ngủ của hai cha con. Xong đoạn nhảy phắt lên giường,
đưa tay bóp cổ sóc. Tay kia liền rút dao vu ra mà rạch một đường lên cổ con bé. Chợt nhiên ngay lúc ấy, chẳng hiểu do quá đau hay mà, sóc choàng tỉnh dậy. Nó nhìn thấy ngay có người đang ngồi lên thân nó. Một tay người ấy đang bóp cổ nó, tay kia thì đang cầm dao mà cứa vào cổ nó. Sóc hoảng sợ, bật dậy, nhưng một bàn tay đã giữ nhẹ lấy cơ thể nó ghì xuống. Rồi người ấy ghé tai sóc nói nhỏ, giọng nói nghiêm nghị nhưng khẩn trương. Em đừng sợ nhé, anh là thầy thuốc đây, sẽ chữa bệnh cầm cho em ngay bây giờ. Nhưng việc này phải kín mới xong, em tin anh không? Chợt con bé im bặt, không còn cơ quậy gì nữa. Nó nằm im, nhắm mắt, tai nó siết chặt lại chờ đợi. Ông Thái cũng nghe thấy câu nói đó. Chẳng hiểu sao, gấu nói câu nói đó một cách lưu loát, khác thường, hoàn toàn không hề giống như nó mọi khi. Nhưng lạ kỳ ở chỗ, điệu trong giọng nói ấy ma mị tới lạ thường. Ông Thái nghe xong thì trong lòng ông bỗng ấm áp, an yên tới kỳ lạ. Thật là một lời nói mà ban cho người ta sự yên tâm vững dạ tới vô bờ. Vậy là ông cũng như sốc, liền nằm im chờ đợi. Gấu tiếp tục, anh nhẹ nhàng dùng con dao cứa lên cổ họng con bé. Lưỡi dao bén ngót, đi tới đâu ở đó liền hở miệng ra, rồi chảy ra dòng máu đen ngòm. Cả cơ thể sốc giật đùng đùng, nó rùng mình ớn lạnh, răng nghiến chặt chịu đựng. Gấu hỏi nhỏ, em có đau không? Sóc gật đầu, nước mắt lăn thành hàng nơi gò má con bé. Gấu lại vỗ về em, tay vẫn lướt đi không ngừng trên cổ bé. Khi vết rách dài khoảng hơn 10 phân thì máu đen đã đọng lại thành một mảng đen xì trên cổ sóc, còn tràn xuống cả gối. Bấy giờ gấu mới nhấc mũi dao ra. Ngay khi ấy, miệng vết rách bỗng toạc ra, sốc hét lên một tiếng thảm thiết, xé toạc cả màn đêm. Em đau đớn tới không chịu nổi. Gấu liền đưa bàn tay vào miệng em. Sốc cắn thật mạnh vào bàn tay anh, rồi cứ giữ nguyên như vậy. Bấy giờ, nơi vết rách miệng há rộng ngoác ra, rồi chợt từ nơi ấy bò ra một con nhớt to đùng, màu đen xì. Gấu kề lưỡi dao lên cạnh vết rách, con nhớt liền từ từ bò lên lưỡi dao. Bấy giờ anh rút tay ra khỏi miệng sóc, đưa lên miệng bắt quyết, niệm lầm rầm câu chú trị thương, rồi đặt tay lên cổ sóc vuốt một cái. Sau đó anh ghé miệng xuống, thổi nhẹ vào vết rách. Ngay khi gấu vừa nhấc tay ra khỏi thì vết rách nơi cổ sóc đã liền miệng trở lại, không còn chảy máu nữa. Gấu liền lồm cồm bò dậy khỏi giường. Anh cầm con dao vẫn đang có con nhớt đậu trên lưỡi, rồi từ từ tiến lại bàn thờ. Sau đó kề mũi dao lên miệng cái lư hương trên bàn thờ. Tức thì con nhớt tự động rời khỏi lưỡi dao, trường chậm chậm xuống lư hương, rồi chui lọt vào trong đó. Xong xuôi đâu đó, gấu lại lẳng lặng đi vào trong nhà kho, nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngay khi gấu vừa bước đi thì ông Thái đã cử động được bình thường, nhưng ông không dám lên tiếng mà vẫn nằm im quan sát động tĩnh. Trong ngực ông đập thình thịch, ông khẽ rờ tay sang nắm lấy sóc thì thấy con bé cũng nắm lại tay ông. Vậy là ông biết nó không việc gì.
Tới khi gấu bước hẳn vào trong kho, khép cửa lại, thì ông mới thật sự hoàn hồn. Bấy giờ, ông vội vàng ngồi dậy, sờ khắp người sóc, xem có chỗ nào có việc gì không. Nhưng con bé vẫn nguyên vẹn, bình thường. Ông Thái nhìn lại nơi cổ con bé, vệt máu chảy ra từ vết rách đó hiện giờ đã thâm đen lại thành mảng. Nhưng lạ thay, vết rách ban nãy rõ ràng ông thấy nó đã há miệng ra rất to, khi gấu rạch vào thì nay đã khép miệng. Ông Thái hỏi sóc, con có đau không, có sợ không, vừa rồi con có biết chuyện gì xảy ra không? Sóc gật đầu, rồi chợt em cất tiếng nói, ba có nghe thấy những gì anh gấu nói với con không ba? Anh gấu đã bắt con nhớt ra, con đã nói lại được rồi. Thế rồi chẳng ai bảo ai, cả hai cha con đều cùng ngước lên nhìn về phía chiếc lư hương đặt trên bàn thờ, nơi có con nhớt đang còn nằm trong đó. Ông Thái cứ thấp thỏm suốt cả đêm không ngủ được, nhưng cũng không dám đứng dậy đi khỏi giường kiểm tra. Ông nằm cạnh, vỗ về sóc, một hồi lâu thì em ngủ lại. Tiếng thở em đều, còn ông cứ nằm vậy mãi đến tận sáng hôm sau. Gà vừa gái, ông Thái đã bật dậy ngay. Đoạn, ông đi lại cửa nhà kho, kiểm tra thì thấy chiếc chìa khóa vẫn còn nằm ngay trên ổ khóa. Vậy là đêm qua, không phải ông tưởng tượng ra, chắc chắn những điều ông nhìn thấy hồi đêm chính là sự thật. Ông Thái sợ hãi, lại phía bàn thờ, trèo lên nhìn vào cái lư hương, thì thấy con nhớt đen vẫn còn đang nằm trong đó. To lù lù, cuộn tròn hết cả đáy lư hương. Cái thứ này ở đâu ra đây? Sao nó bò trong cổ họng con bé nổi? Không lẽ lâu nay nó sống trong cổ họng con sóc hay sao? Nghĩ tới, ông Thái khẽ rùng mình. Ông bán tính bán nghi, nhưng cũng không dám đem con nhớt ra giết. Đoạn ông đi lại, dòm vào nhà kho, xem thử thì thấy gấu vẫn đang ngồi trên giường bất động. Chẳng biết hắn đã dậy từ khi nào, hay là ngồi ngủ như thế cả đêm, nhưng ông cũng không dám đánh thức hắn, mà lặng lẽ ra vườn cho gà ăn, rồi ngồi ở ngoài hè chờ đợi. Trong lòng ông thấp thỏm bồn chồn, liệu rằng sáng ra ngủ dậy, con bé có còn nói được không? Hay lại cũng chỉ như mọi lần trước, niềm vui cũng chỉ đến chớp nhoáng rồi thôi. Cái lạnh buổi sáng khiến ông tê tái, người ông cứ rung lên không ngừng. Thời gian sao trôi lâu quá, một phút trôi qua mà cứ ngỡ như cả ngày. Ông ngồi chờ mãi mà trời vẫn chưa sáng. Mãi lâu sau vẫn chưa có đứa nào dậy. Tầm 5 giờ sáng thì gấu thức dậy. Anh từ trong phòng bước ra hè, thì thấy ông Thái vẫn đang ngồi thu lu ngoài hè. Anh tiến lại sát phía sau lưng, mà ông Thái vẫn không hay biết gì. Anh vỗ nhẹ vai ông, rồi hỏi, nhà còn gì ăn không? Ông Thái giật mình quay lại. Thì ra là gấu đã dậy rồi, trong nó vẫn có vẻ như đang ngái ngủ, nhưng điệu bộ nó tươi tỉnh, bình thường, như thể đêm qua không có chuyện gì. Ông Thái nhìn gấu chậm chậm, kỳ lạ thay, nhìn nó mới hiền lành, rụt rè làm sao. Giống như thường ngày, ánh mắt, điệu bộ, giọng nói, đáng sợ hơn, hôm qua đâu cả rồi. Cứ như thể là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Ông hồi hộp, định hỏi nó về chuyện đêm qua, nhưng ông sực nhớ ra hôm qua là ngày rằm. Cả ngày gấu vẫn chưa ăn gì, nên lại thấy thương,
Ông đáp: "Còn cơm nguội dưới bếp, nãy tao cho gà ăn nhưng không hết. Mày ra giếng rửa mặt cho tỉnh, rồi xuống bếp lấy tạm ăn đi. Lát em mày dậy, nó nấu cơm sáng cho mà ăn. Ăn xong thì lên đây, tao hỏi chuyện." Gấu không nói gì, anh lầm lũi đi xuống bếp, lấy cơm nguội ra ăn. Ngay khi gấu vừa đi khỏi, thì sóc dậy. Em vừa choàng dậy, thì thấy tỉnh táo đến lạ thường. Việc lạ đêm qua, em vẫn nhớ như in. Em nhảy ra khỏi giường, chạy thẳng ra hè, thì thấy ông Thái đang ngồi đó một mình. Nhìn thấy bố, em liền vội cất tiếng hỏi: "Gấu đâu rồi ba?" Ông Thái giật mình nhìn lại, thấy Sóc gọi thì ông mừng lắm, ôm chầm lấy Sóc mà reo lên vui sướng. "Không phải là giấc mơ, con gái tôi nói được thật rồi này. Con nói nữa cho ba nghe đi." Em không để ý tới thái độ hồ hởi của ba, mà em lại sốt sắng hỏi: "Anh Gấu đâu rồi ba?" Ông Thái trỏ tay xuống bếp. Lập tức Sóc lao xuống bếp. Ông Thái cản không kịp, cũng đành đứng dậy, lục tục đi theo xuống bếp xem việc. Sóc vừa chạy xuống bếp thì nhìn thấy Gấu đang ngồi bệt dưới đất, tay cầm cái niêu cơm, cứ thế vốc lấy mà ăn như người chết đói. Chẳng có bát đũa gì, cơm còn đang dính cả trên khóe miệng anh. Sóc chẳng nói gì, chạy lại ôm chầm lấy anh. Nước mắt em chảy lưng tròng, rồi cứ thế kêu lên: "Gấu ơi, gấu ơi, em nói được rồi." Gấu dừng ăn, anh ngẩng mặt lên nhìn Sóc. Em đang ôm cứng lấy anh mà khóc, miệng cứ kêu tên anh liên tục. Gấu cười bẽn lẽn nói: "Em Sóc nói được rồi, mừng quá." Chỉ nói có một câu, thế rồi lại cắm cúi ăn tiếp, để mặc kệ cho Sóc cứ ôm cứng lấy mình. Ông Thái vừa xuống đến bếp, chỉ sao Sóc có vài giây, nhìn thấy cảnh ấy, chợt mỗi hoài nghi sợ hãi trong lòng ông tan đi cả. Kia, ngồi đó vẫn là thằng Gấu, hiền từ nhút nhát, ngày nào tới nhà ông ở, chứ đâu có gì đáng sợ đâu. Ông đứng dậy, dựa vào cửa bếp, rồi nhìn hai đứa con mà mỉm cười. Ông chợt thấy Gấu có nét giống với thằng Thản, con ông ngày nào. Rồi chợt tỉnh ra, ông Thái bước ra bếp, trỏ mặt Gấu quát lớn: "Thằng kia, tao đã dạy mày bao nhiêu lần rồi. Đói thì đói, cũng phải lấy bát ăn cho đàng hoàng. Chứ mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn bốc như thế? Ai vào nhà này, nhìn thấy lại tưởng tao bỏ đói mày, không cho mày ăn uống." Nói rồi, ông với tay lấy cây roi mây trên gác bếp, hầm hầm đi lại chỗ hai đứa. Lôi tuột con Sóc ra rồi, quất một nhát thật mạnh vào tay Gấu. Gấu đau quá, tuột tay rơi cả niêu cơm xuống đất, rồi rụt tay lại, đưa lên che mặt. Anh ngã vật cả ra đất, người anh co quắp lại nhìn ông Thái, đôi mắt cụp xuống sợ sệt, trông như con chó mỗi khi bị chủ đánh đòn. Câu chuyện của tuần này đến đây là hết nha cả nhà. Nếu cả nhà cảm thấy hay, có thể nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh cho Thảo nha. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Chào cả nhà.